Mày đừng có uống cái này, đau bụng á, để tao. Tao muốn đau bụng mà, mày để tao. Mày để tao hy sinh cho, gần Tết rồi, cứ để tao. Ba cái vụ hy sinh tao rành hơn mày, cứ để tao. Tao hy sinh cho. Ơ mà thôi, nó chua dữ vậy ta. Thôi, nhường mẹ, mày hy sinh đi. Mùi khăm phải. Thôi mày dứt đi, tao nhường mày á. Mày nhỏ hơn tao, tao nói mày nghe đi, tao nhường mày á. Dứt đi, mày dứt đi không hả, tao dứt mày á. Để mà quên khăm khăm qua chừng sữa chua á mày ơi. Uống được, uống được, để tao. Mày nếu vậy để tao. Uống mấy này trị bao tử tốt lắm. Mày có y chải giống tao đâu, để tao. Tao cần trị y chải. Uống sữa nhiều bị yếu sinh lý á, mày để tao. Tao uống cho. Mà quên gần Tết rồi, để bị yếu sinh lý không ổn rồi, mày uống đi. Vậy hả? Tao thì không sợ yếu sinh lý, thôi mày uống đi. Mày không sợ nhưng mà tao sợ, mày uống đi. Mày sợ thì mày mua cái kẹo ông ngậm bà khen mà quất. Ê Hồ Ly, mày có tin là trên đời này có một loại thần dược, là một loại kẹo sâm có thể trị được bệnh yếu sinh lý ở đàn ông hay không? Thiệt hả? Tao nói dốc mày làm cái gì? Đó là kẹo sâm hammer ông ngậm bà khen. Chồng mày mà có bị yếu sinh lý, mua về cho nó dùng đi. Thiệt hả? Con quỷ.